Trạm cứu hộ trái tim, bà Trúc tát hành cho Hà và Vũ nên duyên. Vậy là sau lần gặp mặt hóa giải khúc mắc hiểu lầm với ông Trường bà Lan, bà Trúc quay về chuẩn bị tinh thần cũng như đồ đạc cho chuyến quay trở lại nước ngoài. Còn Vũ, tuy không muốn rời xa mẹ con Ngân Hà, nhưng biết được tình hình sức khỏe của mẹ có phần nghiêm trọng, anh không thể nào làm ngơ vì bản thân mà bỏ mặc mẹ được, nên anh quyết định một lần nữa rời đi. Thế nhưng người tính cũng không bằng trời tính, như một định mệnh đã sắp đặt. Ngày Vũ và bà Trúc sắp sửa rời đi thì cũng là lúc căn bệnh của bà Trúc tái phát, khiến bà ngất xỉu sau đó. Đoàn Vũ hất hải đưa bà Trúc vào bệnh viện. Thật may mắn, tuy sức khỏe không còn được như trước, nhưng hiện tại bà Trúc đã qua cơn nguy kịch. Hôm nay cô thấy sức khỏe đã tốt hơn chưa ạ? Hà và bé Kitty xách giỏ hoa quả với áo cháo bước lại gần giường bà Trúc rồi lên tiếng hỏi. Nhìn thấy Hà và bé Kitty, bà Trúc gượng gạo, mặt nhăn nhó tính ngồi dậy thì bị Hà ngăn lại. Ấy chết, cô cứ nằm nghỉ đi ạ, không cần phải ngồi dậy thế đâu ạ. Kitty, con tới chào bà đi con. Con chào bà ạ. Bà ơi, bà có đau lắm không ạ? Kitty hỏi. Kitty ngoan quá, bà cảm ơn cháu. Bà sắp khỏe rồi. Đợi ít hôm nữa bà khỏe, bà bế Kitty đi chơi nhá. Vâng ạ. Hôm nay anh Vũ bẩn cả trực, không tới với cô được. Anh ý có nhờ cháu nấu món cháo mà cô thích ăn nhất đấy ạ, để cháu đút cho cô nhé. Không cần đâu, cháu cứ để đó cho cô, chút nữa cô ăn sau cũng được. Bà Trúc ngại ngùng từ chối. Bà ơi, hôm nay mẹ cháu phải dậy từ sớm để nấu cháo cho bà. Đấy ạ, bà ăn đi cho cháu khỏe, để còn đưa Kitty đi chơi nữa chứ ạ. Kitty nói. Vậy là tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng bà Trúc cũng đồng ý để Hà đút cháo cho mình ăn. Vậy là trải qua những ngày nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Hà tận tình chăm sóc cho mình, rồi được nhận sự quan tâm từ gia đình Hà, bà Lan, ông Trường cũng tới đồng viên hỏi thăm, khiến cho cái nhìn của bà Trúc về Hà trở nên dịu dàng hơn. Sau khi từ viện trở về, bà Trúc đã thay đổi quyết định, liền nói với Vũ. Vũ à, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra mọi chuyện là do mẹ cố chấp. Sao mẹ lại nói thế ạ? Vũ hỏi. Mẹ xin lỗi con, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ ở lại Việt Nam. Và từ giờ trở đi, mẹ không can thiệp tới chuyện của con và cái Hà nữa. Nếu con còn yêu cái Hà, thì con hãy nắm bắt cơ hội bày tỏ với nó. Mẹ thấy con bé là một người tốt đấy con ạ. Nghe bà Trúc nói từ đây, khiến Vũ vui mừng ôm sầm lấy bà Trúc trong sự xúc động. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.